Xin chào mọi người. Bữa nay mình xin giới thiệu một mẫu USB Bluetooth âm thanh không dây. Đặc điểm cái USB Bluetooth này là kết nối từ máy tính, TV qua tai nghe Bluetooth, loa Bluetooth từ máy tính, từ TV, cái này là phát Bluetooth. Nên mình sẽ test thử cho mọi người xem. Thì nó hay một cái, ví dụ mình coi tivi thì mình sẽ nghe bằng tai nghe Bluetooth, dù mình mới đá banh, mình không muốn làm phiền mọi người đang ngủ hay là gì đó, mình nghe tai nghe Bluetooth âm thanh không dây. Có thể là mình mở máy tính, mình truyền qua một cái loa Bluetooth để mình nghe cho nó âm, cho loa nó hay hơn. Đây mình test thử cho mọi người xem. Thì sản phẩm đi kèm thì một cái USB Bluetooth và một cái dây AV, dây đầu cổng 3.5 và hai cổng bông sen. Hai cổng bông sen này để làm gì? Này là để kết nối với tivi. Này để kết nối tivi này mình gắm ở đây cổng 3.5 thì mình gắn vô sau đuôi của tivi. Thì hôm nay mình sẽ test thử máy vi tính trước, máy tính laptop trước. Mình sẽ test thử ha. Bây giờ thì mình kết nối thì như thế nào? Đây, đây có cái đầu USB, mình sẽ gắn vào cái cổng của laptop. Mình gắn như này. Và bạn muốn kết nối âm thanh thì bạn phải có một cọng dây hai đầu 3.5. Thì sản phẩm này mình phải mua riêng và nó không có kèm theo, nó chỉ kèm theo cái dây này thôi. Này này kết nối tivi, này này kết nối với máy tính. Thì mình sẽ gắn sau đuôi này, sau đuôi của USB. Và còn cái cổng này thì mình gắn vô ngay chỗ cái cổng 3.5 của tai nghe. Rồi sau đây mình có một cái loa Bluetooth, mình sẽ mở thử cho. Thì cái này rất là hay, mình cứ mở lên. The Bluetooth device is ready to pair. Mình mở lên thì tự động kết nối luôn, từ máy tính sang loa luôn. The Bluetooth device is connected successfully. Bây giờ mình sẽ mở thử. Xin chào mọi người, bữa nay mình xin giới thiệu đến đó sẽ là cái camera mình dặn lớn bóng đèn để nó kết nối AC. Thì camera này có gì đặc biệt thì dặn lớn. Sau đây mình sẽ test nhanh cho mọi người xem. Rất là hay, mình có thể mở nhẹ đi kèm thì mở những cái âm thanh của mình nghe riêng. Rất là hay, mình dặn nhỏ lại bóng đèn và sách hướng dẫn và đuôi đèn. Mình có thể gắn cái đuôi đèn nhà mình cũng được, không cần phải gắn này. Gắn này không? Xài điện 2.2 thì cây nhọn để mình. Đúng rồi, các bạn nên lưu ý là khi mình kết nối với máy tính laptop thì bạn phải có một cọng dây. Cọng dây là hai đầu 3.5, một đầu thì gắn vô sau đuôi của USB, một đầu gắn vô cổng 3.5 của laptop, tai nghe, chỗ tai nghe. Một đầu thì đi gắn cho cổng USB của laptop thì set lại để cho mình dễ kết nối. Rất là hay, mình phải mở nhạc trên laptop qua loa để mình nghe, hay là ngoài tai nghe Bluetooth mình gắn vô tai nghe mình nghe riêng cũng được, không dây, không có rườm rà. Thì các bạn nên lưu ý một điều này trước khi bạn kết nối Bluetooth từ Bluetooth dùng cho máy tính laptop qua loa ra loa, thì bạn nên tắt những cái thiết bị điện thoại Bluetooth của những cái sản phẩm khác, nếu không là sẽ không kết nối được. Rồi mình xin kỳ sau mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối với USB này, kết nối với TV. Mình sẽ tải phần mềm là chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.